Sao em còn ở đây? Người ta chưa bắt em ra pháp trường à? Tại sao? Tại sao, tại sao, tại sao? Em cố giảm cân làm gì? Bởi vì giảm cân là một tội ác. Đúng vậy, tại sao lại đi giảm cân trong khi chúng ta đã chi hàng tỷ đồng? Bao nhiêu tinh hoa của nền ẩm thực kể từ ngày ta vỡ lòng. BBQ, bún riêu, hủ tiếu, bánh xèo, bánh bèo, bún bò, phở bò, đồ chiên kim, viên sầu riêng ta ăn như điên. Không có ai điên, ai cùng đi ăn cho nhiều để rồi lên cân. Xong rồi bỏ tiền bỏ bạc, nhịn ăn nhịn uống để gầy như vân. Mỗi lần ăn xong một cử, thức ăn nó xuống bao tử. Hệ thống tiêu hóa hành sự, chất dinh dưỡng mới được xuất xứ, chuyển đi khắp cơ thể, sau đó nó còn dư, cơ thể lại tích trữ. Thế nên ta mới bự, cũng tốn nhiều tiền, nhiều bạc, nhiều công, nhiều sức, chứ đâu có dễ mà thừa cân dư, đúng không? Con người phải dư chút thịt thì mới mẩm mỉm đầy đặn xinh xinh. Cái mặt phải có cái nọng thì mới quyến rũ được như minh tinh. Cái bụng tròn tròn núc ních, đứa ngồi sau xe nó sợ mới thích. Body phải đầy ập thịt thì va chạm nhau mới kêu cái ịch. Còn không á, va chạm vô nhau nó kêu một cái rắc nha, là gãy xương nha. Mùa đông Việt Nam không lạnh nhưng mà nhiều thịt sẽ ấm áp hơn. Nếu lỡ như có cô đơn thì dù một mình cũng không sợ rét. Mưa to gió lớn sấm sét mình nặng số công gió thổi không bay. Đà Lạt khi trời se lạnh nhiều thịt ấm áp rất sẽ nắm tay. Mọi người xinh đẹp rồi, nếu mà giảm cân được thì tốt. Còn nếu mà không được thì thôi, đừng cố gắng làm tất cả để giảm cân nữa nha. Nguy hiểm lắm.